em kiểu dưới con này lên không, không to, lỗ thì nó cũng bé bé đúng không ạ. Con này gì? À to, to mọi người này, này to, này to lắm. Ừ, trời cắn rồi mọi người. Con này to đấy. Con này chắc dính. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày mới cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi câu lươn mọi người, tranh thủ mấy ngày gần Tết câu. Đấy, hôm nay em cũng cầm hai cái lưỡi. Cái lưỡi của em. Cái cành em hay cầm đi. Đấy, em cầm thêm một cái lưỡi. Hôm nào em cũng cầm thêm hai cái mọi người. Thì đây là con xe này thì em chứng kiến tháng tầm khoảng 15 nay. Thì hôm nay em chắc hôm nay em cũng vào trong Hưng Yên em câu thôi. Thì em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi câu nhé. Nếu mà người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký video và chia sẻ video giúp em nhé. Khi nào tới điểm câu em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Rồi mọi người, ở đây em có tìm thấy một lỗ lươn này, lỗ này nhỏ nhỏ đúng không ạ? Con lươn mọi người cắn không mọi người cuốn cũng rất to không à. Cả cái đã nuôi ngay rồi. Em kiểu dưới này nên không, không to, lỗ thì nó cũng bé bé đúng không ạ. Con này gì? À to, to mọi người này, này to, này to lắm. Ôi trời cắn rồi mọi người. Con này to đấy. Con này chắc dính. Ui con này to thế nhỉ. Ui giời. Con này hai lạng rồi mọi người. Để mãi hai lạng. Em chú sốc con đầu tiên. Chú sốc con đầu tiên to đấy. Ok con này được. Con này cá được không mọi người. Chú sốc con đầu tiên mọi người nhé.
cái lỗ bé tí mà lên toang rồi mọi người. Đấy. Lỗ bé nhé, rất là y là bé. Nhìn cái chú bé không lại to thật. Con đầu tiên mọi người. Sướng. Bây giờ em sẽ đi tìm khu này nha mọi người, dọc cái khu rẽ này. Em câu vào lòng quanh cái khu đầm này. Nên mọi người xem, sẽ câu lòng quanh cái khu đầm. Mọi người, dưới đây em có tìm thấy một lỗ lươn. Chỗ này hơi khó câu mọi người. Cắn mọi người. Dạ, chẳng biết nó có to không. Quần to anh mọi người. Ui trời. Tô mọi người. Mọi người, khi em có tìm thêm một lỗ lươn. Sáng đi thì lạnh, tầm trưa này thì lại rét mọi người. Cắn được mọi người. Ô, không biết to không. À chờ, con này chắc to mọi người. Cây cái nhau, úi giời, con này đẹp nha mọi người nhé, này,
xem. Đi trong đi xem. Còn đẹp mọi người. Sáng là em cũng được trên đây. Sáng nay em đi thì lạnh. Vào cái đầm kia thì câu được 2-3 con. Em lại tiếp tục xét vòng quanh cái máng này. Ở cái ao đầm thì em đúng được 2-3 con. Nhưng mà chỉ quay được 1-2 con cho mọi người thôi. Đâu mấy con kia thì em không quay được cho mọi người xem. Mọi người nhìn thấy lỗ. Quá là đẹp luôn. Tìm các mẫu khác này cho mọi người xem nhé. Mọi người, dưới đây em lại tìm thấy một lỗ lươn nữa này. Em bấy này. Em bấy nó rộng ra cho mọi câu. Hôm nay là ngày 26 thì em câu đến hôm 27 thì em nghỉ. Ăn mọi người. Không biết to không phải. Con này trắng bình thường không mọi người. Con này bé. Không to mọi người. Còn được mấy hoa. Rồi em tìm tiếp các mẫu khác cho mọi người xem nhé. Mọi người, ở dưới đây em có tìm được một con lươn. Đấy. Mọi người cần theo dõi là con này. Con này thì bình thường thôi. Cắn này, cắn này, con này như cháu liên đồng không được to đấy. Mấy con bé này em chưa trò túi đây. Mấy con bé em chưa trò túi, cứ để nó ở ngoài. Cứ có con nào to thì em sẽ trò túi mọi người xem. Còn đây đẹp cái này một ít to mọi người. Rồi em mới đi vào mọi người. Hôm nay thì em được tương đây. Hôm nay thì lươn cũng không được to lắm mọi người.
bắt hai con này vào đây để em xem cho mọi người xem. Con này nhìn sao? Được cân rưỡi, được cân rưỡi cả bì không? Được cân rưỡi cả bì. Đây mọi người. Hôm nay lươn nó không to nên nó không rôn. Nhưng mà để xem là được không nhỉ? Được. Cái bì đúng một lạng mọi người này. Cái bì đúng một lạng. Chiều nay được phần rưỡi lươn mọi người. Nếu mọi người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Thì hôm nay em được hai ba con to thôi. Lươn này nó cũng đẹp. Xin chào tất cả mọi người nhé.